Bây giờ là sẽ chính tay mình cắt từng tấm tem Minh Baker để gửi tặng đến những anh em yêu quý mình. Đây nè, cắt nãy giờ được một thùng rồi nè. Cắt gọn gàng đẹp để tặng cho những anh em đã xem kênh của mình, giống như một món quà anh em giao lưu với nhau vui vẻ. Cắt máy đi để tôi cắt tiếp. Mọi người đang ngồi cắt tem, cắt vừa xong nè, thì bà chị bà đem ra một dĩa xoài chấm nước mắm. Trời ơi, bữa thôi là thấy là nhức nách. Giờ ăn miếng ha, mời mọi người nha. Đó, thấy chưa, nước xoài nè. Quay gần vô mới ngon nha. Đây. Ăn xoài thật vô thiệt sự luôn á. Nhức. Quẹt miếng nữa nè. Trời, nước mắm nhiều quá. Mời mọi người nha. Nó bảo đang vừa xem clip vừa chảy nước miếng đúng không? Qua ghẹo mà. Nhức nách. Trời ơi. Nhức nách. Còn mới ăn. Thơm. Nè, đút rồi nè. À, đúng rồi, hả mày nha. Hả mày nha. Ngon mọi người ơi. Thôi, cắt máy. Hi. Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Baker. Thì hôm nay á, mấy anh em hỏi là cái gì? Địa chỉ showroom ở đâu ha? Thì bây giờ mình sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em, với lại một cái điều đặc biệt nữa là hôm nay cái tem Minh Baker đã về. Cái tem này đây, đây là xe của Cameramat đấy. Và cái tem này đã về số lượng lớn, về mấy trăm cái luôn cho anh em, tại anh em ở tỉnh xa rồi á, xin nhiều quá cho nên mình về nhiều cho anh em chơi. Đây một cái điểm đặc biệt nữa cho anh em nè, tại sao mình không mình để chữ tem ở đây, có nghĩa là tem là có nghĩa là theo mình á, thì mình thích là một cái tem một anh em một nhà đó, nó ý nghĩa là một anh em một nhà để vậy đó, chứ không phải là dán cái này vô là logo của Minh Baker không. Cái này là cái team đó, anh em chơi chung rồi anh em giao lưu với nhau, học hỏi nhau, chứ không phải là cái gì khác nha. Đây xe mấy anh em qua chơi là đều dán hết. Thì á, anh em tới đây á mà lên Minh chơi, qua Minh chơi thì một là đậu xe ở bên kia, hai là đậu xe ở đây nha, là lên thẳng trên đây nè, chứ đừng có xuống đây nha. Ở dưới đây là của một anh khác, ở dưới đây là độ xe gắn đồ chơi xe này nọ kia khác là của một anh khác quản lý nha, không phải là bên bộ phận của mình. Nói chung là không có liên quan gì bên mình nhiều hết á. Còn mà anh em mà muốn độ xe hay là chạy dyno thì liên hệ trực tiếp cho mình đó, mình sẽ cầm xe mình đem xuống mình chạy. Rồi vậy nha. Thì anh em cứ lên đây, vài bữa nữa chỗ này là mình sẽ làm lại cái bảng hiệu lại cho mấy anh em chụp hình check in đồ. Chưa làm bảng hiệu xong tại vì mới dịch xong á, chưa có ai làm đó. Rồi anh em vô đây, vô thẳng đây. Em thấy không, nó bảo hiểm cũng dán tem nè. Ở đây xe là dán tem hết đó. Chưa, giờ mấy anh em đang nghỉ trưa á, trời hôm nay rất là nóng, nắng, quên nói lộn, bịt mũi rồi, nắng. Trời hôm nay rất là nắng, nóng nên mấy anh em đây, chơi chơi game, coi GIV, đâu biết đâu nói gì đâu, Phước ít bự. Nghe. Mập nào bữa mới đi tour của mình về là nó ngủ 2 ngày 2 đêm luôn. Nó ngủ
ngủ 2 ngày 2 đêm luôn, ăn nhiều ngủ nhiều á. À quên, bây giờ vô vấn đề chính là Tem đã về. Đây anh em, ở đây sáng không, thấy không? Đây Tem đã về rất là nhiều, 200 cái luôn. Anh em cứ mà muốn chơi, tới đây chơi với mình đó thì cứ chạy vô đây. Nếu như mà không có mình ở nhà, chạy vô có thằng này nè. Đó, vô gặp, chạy vô hỏi tài chó điên đâu. Tao là Linh Xe hôm nay, một mình tao vô xin hết Tem. Đó, vậy đó, vô học gặp thằng tài chó điên nha. Đó, thì đó, quyền vàng nè, anh em thoải mái luôn. Qua cứ lấy Tem về, giao lưu, học hỏi. Còn anh em ở xa thì anh em mua nhớt xe máy, xe tay ga, dưỡng sên này nọ, mua đồ thì mình sẽ bỏ Tem chung với nhớt vô cho những anh em chơi. Ở đây có cắt sẵn nè, đâu rồi ta, cái hộp Tem. Tài tài bỏ hộp Tem dưới. Má bờ ngon quá anh em. Ai làm hả? Em. Đây nè, về rất là nhiều luôn. Quá là đẹp. Sắp tới mình sẽ về nhiều cái con xe cực đẹp để anh em qua chụp hình, chụp hình chơi. Anh em thích con xe nào, ví dụ hãy comment bên dưới thì mình sẽ cố gắng mình mua con xe đó về cho mấy anh em qua chụp hình. Vừa thỏa mãn đam mê của mấy anh em mà vừa mình bán những chiếc đó luôn. Quá trời luôn, rất là nhiều. Anh em mại vô, mại vô nha. Bây giờ sẵn chút nữa cái con GXX của Gia Hân mới làm full lại, có thử về kịp không? Nếu như về kịp trong thời gian này thì mình sẵn mình quay cho anh em xem luôn. Đây mấy anh em qua chơi đợi nó có hiểm ở đây nè. Hiện tại bên mình có một hai con R15 V3, một con là 5x triệu, một con là 6x triệu. Anh em nhanh tay thì tới đây để xem nó nha, tại xe chưa về, xe hiện tại đang trên đường về. Rồi vậy nha, anh em muốn lấy Tem thì ghé chơi ở đây, nó bảo hiểm của mọi người đều đó, trong Tem mà đều có logo hết, đầy đủ hết. Đây kể cả nón kết cũng có logo. Gì cũng có, qua đây anh em chụp hình nút bạc đồ chơi vui nữa. Cái ly uống nước cũng bậy bạ, giỡn hoài, giỡn mấy cái đó giỡn không được. Nó ly uống nước cũng có logo luôn. Cố gắng, sẽ cố gắng hết nhất có thể để về những con xe đẹp đẹp để cho anh em qua chụp hình cho vui. Rồi, với lại anh em đừng có ngại nha. Anh em qua chơi đừng ngại gì hết, cứ qua nói là lấy Tem. Đó, ai qua nói là lấy Tem. Mai mốt mình sẽ thiết kế lại bảng hiệu logo cho đẹp đẹp cho anh em tới rồi chơi cho vui. Tại giờ đúng lúc mùa dịch đó nên người ta không có làm. Cầm cây giống đi đánh lộn không? Bố mày bố nè camera. Vậy nha, để coi thử chút nữa mà xe Gia Hân nó về kịp thì mình quay luôn cho anh em xem. Còn không về kịp thì thôi, thì mình kết thúc clip ở đây ha. Đó. Yeah.